Ban biên tập xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và theo dõi trên kênh Bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thực sự bổ ích để quý vị có những phút giây thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ là những tin chính có trong chương trình. Bão Nu đã hình thành, có thể tiến vào Biển Đông ở cấp độ bão cực mạnh một áp thấp nhiệt đới ở biển Philippines vừa mạnh lên thành bão vào khoảng trưa hôm nay, ngày 30 tháng 9. Ở Philippines gọi đây là bão Jenny, còn tên quốc tế của nó là bão Nu, có nghĩa là cún con theo tiếng Nhật. Tuy nhiên, ở Nhật gọi Nu là cơn bão số 14. Theo bản tin của cơ quan khí tượng Philippines, Pagasa vào sáng nay, bão Nu có sức gió duy trì tối đa là 65 km/h, gió giật lên đến 80 km/h. Nó được cho là sẽ tiếp tục tăng cường độ lên thành bão mạnh vào ngày mai, mùng 1 tháng 10, rồi thành bão rất mạnh vào tối thứ Hai, mùng 2 tháng 10 hoặc ngày thứ Ba, mùng 3 tháng 10. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, CTWC của Mỹ dự báo, bão Nu sẽ đi chết lên theo hướng Bắc, Tây Bắc trong 12 đến 24 giờ tới. Tuy nhiên, CTWC cũng khẳng định mức độ không chắc chắn về dự báo này là ở mức cao. Còn hệ thống dự báo toàn cầu, GFS cho rằng, Nu sẽ dùng 12 đến 24 giờ tới để củng cố sức mạnh, rồi sẽ di chuyển theo hình bậc thang, tiếp tục đi về hướng Tây. Sau 2 ngày, bão Nu sẽ có những điều kiện rất thuận lợi để tăng cường độ nhanh chóng và sẽ đạt đến cấp độ bão cực mạnh Ferris trong typhoon vào khoảng ngày 4 tháng 10. Sức gió tối đa lên tới 195 km/h, hoặc thậm chí mạnh hơn khi áp sát Đài Loan, Trung Quốc. Sau đó, ở cấp độ bão cực mạnh, Nu cũng có thể đi chéch lên phía Tây Bắc, hướng về phía lục địa Trung Quốc, hoặc xuống phía Tây Nam. Trong trường hợp này, Nu sẽ đi vào Biển Đông. Tháng 10, không khí lạnh sẽ gia tăng dần về tần suất và cường độ theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 đến 15%. Khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới, thấp hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ đặc biệt, theo nhận định của các chuyên gia. Trong thời kỳ dự báo, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ngoài ra, không khí lạnh sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Cảnh báo, trong tháng 10, bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Sạt lở khiến hai giáo viên bị đất đá vùi lấp thông tin ban đầu. Vào chiều cùng ngày, sau khi tan trường, cô Lương Thị Thủy và cô Vọng Thị Thương, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lưu Kiền, huyện Tương Dương chở nhau bằng xe máy về nhà tại thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Khi chạy xe trên quốc lộ 7A đoạn qua xã Lưu Kiền thì bất ngờ gặp sự cố sạt lở đất. Vụ việc khiến hai giáo viên bị đất đá vùi lấp, kẹt vào hộ lan đường. Rất may, ngay khi sự việc xảy ra có những giáo viên khác và người dân ở gần đó phát hiện đã điện báo cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp ứng cứu. Một lúc sau, lực lượng cứu nạn cùng người dân hai xã Lưu Kiền, Xá Lượng đã đưa được hai giáo viên gặp nạn ra ngoài, đưa đi cấp cứu. Hiện, sức khỏe của cả hai cô giáo đã ổn định. Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn nhiều huyện miền núi Nghệ An đã xảy ra lũ lụt, mưa lớn cũng khiến các tuyến đường liên xã, liên huyện bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Đặc biệt, trên tuyến đường tỉnh 543D, tình trạng sạt lở nguy hiểm nên Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn đã ra công văn hỏa tốc, cấm người, phương tiện lưu thông qua tuyến này theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn PTDS tỉnh Nghệ An. Do ảnh hưởng của mưa lớn, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập, trong đó huyện Quỳ Châu 1.214 nhà, Quế Phong 215 nhà, huyện Quỳ Hợp 185 nhà, Tân Kỳ 401 nhà. Số nhà bị cô lập là 973 nhà, trong đó huyện Kỳ Sơn 927 nhà, Quỳ Hợp 46 nhà, có 10 nhà dân tại Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, có hơn 2.400 hecta, 4.000 hecta cây hoa màu thị ngập, úng, gần 20.000 con súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Thời tiết cuối tuần Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ, Nam Bộ chiều tối có mưa dông. Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ngày 1 tháng 10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trên biển, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau,
Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Chiều tối và đêm mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, cao nhất 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa rào rải rác, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào đến mưa vừa, mưa to, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào đến mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C. Từ vài tháng nay, người dân xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa sống trong tâm trạng lo âu do sạt lở bờ sông Mã đang diễn ra nghiêm trọng đến mức báo động đỏ, đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ. Trước thực trạng trên, người dân chỉ biết trông chờ vào giải pháp của các cấp chính quyền. Sạt lở kéo dài gần 600 mét và ngày càng tăng tốc, tình trạng sạt lở diễn ra dọc bờ tả sông Mã, cùng sạt lở kéo dài tới khoảng 600 mét, đoạn qua địa bàn hai thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ. Hàng chục ha đất bãi bồi màu mỡ, xanh ngắt ngô, lạc, đậu đã và đang bị gạm dần từng mảng lớn. Có nhiều đoạn sạt lở kéo dài vài chục mét, ăn sâu vào bờ từ 30 đến 50 mét. Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở diễn ra đã nhiều năm, nhưng không nhiều và diễn biến nhanh như thời gian gần đây. Có khi chỉ trong vài ngày đã xuất hiện thêm nhiều đoạn sạt, cuốn xuống sông hàng trăm m2 hoa màu của bà con. Cùng với các đoạn đã bị sạt, còn có nhiều vết nứt toác đang chờ đổ ụp xuống sông bất cứ lúc nào. Không chỉ làm mất đất sản xuất, đồng nghĩa với mất một phần nguồn sống của nhiều hộ dân, sạt lở còn đe dọa đến tài sản và sự an toàn của bà con. Vì nhiều đoạn mép sông chỉ còn cách nhà dân khoảng 70 mét, cách chân đê gần 100 mét. Tình trạng này nếu không sớm được khắc phục, thì gặp bão lũ, mưa lớn, hậu quả khôn lường có thể xảy ra. Nguyên nhân do đâu? Lãnh đạo xã Vĩnh Hòa cho biết, sạt lở bãi bồi sông Mã diễn ra từ năm 2018, gia tăng nhanh từ đầu tháng 8 năm nay. Nguyên nhân do mưa lớn kéo dài và do việc nhà máy thủy điện Trung Sơn xả lũ, khiến tình trạng sạt lở diễn ra nhanh hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến 32 hộ dân, 128 nhân khẩu có đất sản xuất tại đây. Trước tình hình này, xã đã phối hợp với phòng đăng ký đất đai huyện tiến hành đo đạc lại diện tích đất canh tác của các hộ. Qua đó, xác định có hơn 20 hộ dân bị mất đất canh tác, tổng diện tích 12.000 m2. Cũng cùng quan điểm với Ủy ban Nhân dân xã, báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc cho rằng, do mưa lớn kéo dài kèm thủy điện Trung Sơn xả lũ, khiến mực nước sông Mã dâng cao, dẫn đến sạt lở lớn dọc bãi bồi sông Mã tại hai thôn Nghĩa Kỳ và Giang Đông. Trong đó, có 4 điểm sạt lở ở mức báo động, chiều dài mỗi điểm từ 30 đến 50 mét, chiều rộng từ 25 đến 30 mét, vách cao 5 đến 7 mét, cá biết có một số điểm lên tới 10 mét. Về tình trạng này, báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc nêu rõ, những năm gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, mưa lớn bất thường đã gây biến đổi dòng chảy của sông Mã, mực nước lên xuống thất thường. Nhất là tác động của những đợt mưa lớn đầu mùa mưa năm 2023 kéo dài, lại thêm nhà máy thủy điện Trung Sơn xả lũ đã gây ra tình trạng sạt lở bờ tả sông Mã, đoạn từ km 17+200, km 17+700, chiều dài khoảng 70 m tại xã Vĩnh Hòa. Vết sạt lở ăn vào bờ từ 30 đến 50 m, cách chân đê khoảng 100 m, sạt đứng thành sâu 7 đến 10 m, cách chân đê 100 m, nhiều điểm sạt lở gần khu dân cư ngoại đê. Tình trạng sạt lở ngày càng gia tăng, nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và tính mạng, tài sản của nhân dân, nhất là trong tình hình mưa lớn gây lũ lụt đang diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến 32 hộ dân, gồm 128 nhân khẩu thuộc thôn Nghĩa Kỳ và Giang Đông. Nếu không được xử lý khẩn cấp, trong thời gian tới, khu vực này sẽ bị sạt lở hoàn toàn, dòng chảy sẽ áp sát chân đê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sự an toàn của các hộ dân sinh sống khu vực ngoại đê. Sạt lở là do khai thác cát trái ngược với quan điểm của chính quyền. Hầu hết người dân hai thôn Nghĩa Kỳ và Giang Đông, xã Vĩnh Hòa, những người đang trực tiếp bị thủy thần đe dọa lại có ý kiến khác. Theo họ, nguyên nhân chính gây nên sạt lở ngày càng trầm trọng là do hoạt động khai thác cát. Theo phản ánh của người dân, tình trạng sạt lở đã diễn ra từ mấy năm trước, nhưng không đáng sợ như hiện tại, nhất là từ giữa năm 2023 đến nay, sạt lở ngày càng tăng, diện tích đất sản xuất bị cuốn xuống sông lớn hơn nhiều năm trước cộng lại, khiến đất canh tác của bà con ngày càng thu hẹp. Nhà ít thì hơn 100 m2, nhà nhiều tới hàng nghìn m2. Về nguyên nhân,
Đa số bà con đều cho rằng sạt lở xảy ra là do khai thác cát, bao gồm cả khai thác tại các mỏ được nhà nước cấp phép và hút cát lậu. Trao đổi với phóng viên báo Xây Dựng, một số người dân ở thôn Giang Đông cho biết, thời gian trước, hoạt động khai thác cát lậu diễn ra cả ngày lẫn đêm, bất chấp bà con xua đuổi, ném đá ngăn chặn. Ngoài ra, còn có sự góp sức của các doanh nghiệp có mỏ, vì họ không chỉ khai thác trong phạm vi mỏ, trong giờ giấc cho phép, mà còn hút cát ngoài mốc giới, khai thác sai khung giờ quy định. Có khi, lợi dụng khi vắng người, họ còn ngang nhiên cắm vòi, hút cát ngay mép sông, nơi phía trên là bãi ngô xanh tốt của bà con, là một trong những người đau khổ bị mất đất canh tác. Bà Trương Thị Quế, thôn Giang Đồng bức xúc, nhà có 6 sào đất bãi bồi, mỗi năm thu về vài chục triệu đồng từ trồng cây màu, nhưng nay đã bị thủy thần nuốt mất hơn 2 sào, chỉ còn lại gần 4 sào. Mất đất đồng nghĩa với việc mất mỗi năm hàng chục triệu đồng thu từ trồng trọt. Cứ đà này thì chỉ khoảng đến cuối năm sau, bà con sẽ không còn một mờ hai đất canh tác bãi bồi nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để đội ngũ chúng tôi có thêm động lực mang đến cho quý vị và các bạn những video hữu ích hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.